Viết sử toán thư xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Vạn Kiếp là căn cứ thủy quân và cảng lớn nhất thời Lý Trần. Địa danh lịch sử này nằm gần những chỗ giao nhau của sông Cầu, sông Thương, sông Đuống và sông Kinh Thầy với sông Thái Bình, nay là vùng Vạn Yên, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Đầu năm 1285, đây là địa bàn tập trung binh lực của quân Đại Việt dưới sự chỉ huy của quốc công Tiết Chế Trần Hưng Đạo sau cuộc rút lui chiến lược khỏi Thăng Long trước thế mạnh ban đầu của quân Nguyên xâm lược. Đây cũng là địa danh lịch sử chứng kiến sức mạnh của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn khi đội quân hung hãn Nguyên Mông cũng phải khiếp sợ. Trận Vạn Kiếp lịch sử là những diễn biến chính có trong video ngay sau đây. Trước đó đừng quên nhấn subscribe kênh YouTube Việt Sử Toán Thư để ủng hộ cho video của chúng tôi. Quân Nguyên sau khi thắng trận ở Nội Bàn, về cơ bản đã chiếm trọn vùng Lạng Châu. Tuy nhiên, ngay tại vùng này vẫn còn những đội quân nhỏ của các thủ lĩnh người dân tộc thiểu số phối hợp với quân triều đình hoạt động quấy rối. Trên các đoạn đường vận lương dài từ biên giới đến nơi đóng đại doanh của Thác Hoàng luôn phải tổ chức những cụm quân đóng giữ. Thoạt đầu, tại Lạng Châu, binh lực quân Nguyên vẫn tập trung, nhưng khi vùng chiếm đóng rộng ra, giặc sẽ phải càng phân tán một lực lượng lớn chỉ dùng để đóng giữ những nơi đã chiếm và canh giữ đường hậu cần. Nhà Nguyên chia làm ba đạo tiến đánh Đại Việt. Đạo chủ lực do Thoát Hoang và Arit Que Gia chỉ huy từ Ninh Minh tiến vào Lộc Châu, nay là Lộc Bình Lạng Sơn. Ngày 27 tháng 1 năm 1285 dương lịch, đạo quân này chia làm hai mũi tiến quân, một do Bon Qua Da chỉ huy theo đường Khô Ôn, nay là Ôn Châu Lạng Sơn, một do Sa Ta Tai và Lý Ban Hiến chỉ huy theo đường núi Cấp Lĩnh, tức là từ Lộc Bình đi Sơn Động ngày nay. Đại quân của Thoát Hoang đi sau mũi thứ hai Sa Ta Tai và Lý Ban Hiến, chống lại đạo quân thứ nhất này của quân Nguyên là lực lượng chủ lực của quân Trần do đích thân Trần Quốc Tuấn chỉ huy. Đạo thứ hai chỉ gồm hơn 1.000 quân Mông Cổ và quân Nam do Nasiruddin từ Vân Nam vào Đại Việt qua vùng Tuyên Quang tiến theo sông chảy. Vị chỉ huy quân Trần ở vùng này là Trần Nhật Duật. Đạo thứ ba là đạo quân đang chiến đấu ở Chiêm Thành do Toa Đô chỉ huy, tiến vào Đại Việt muộn hơn hai cánh trên vào khoảng tháng 3 dương lịch từ phía Nam. Trận giao chiến đầu tiên giữa hai bên là trận tại ải Khả Ly. Tướng Nguyên đi mở đường là Tôn Hữu đã đánh tan được quân Trần và bắt được các tướng Đỗ Vĩ và Đỗ Hữu. Sau khi vượt qua ải Khả Ly, quân Nguyên tiến tiếp đến ải Động Bản. Tại đây, quân Nguyên lại thắng, giết được tướng Trần Sâm của Đại Việt. Chỉ 5 ngày sau, đại quân của Thoát Hoang tiến xuống từ Lộc Châu cùng cánh quân của Bột La Đáp Nhĩ tràn qua các ải Vĩnh Châu, Thiết Lược, Chi Lăng. Ngày 2 tháng 2 năm 1285, quân Nguyên chia làm 6 mũi ồ ạt tấn công vào ải Nội Bàn, nơi quân Trần tập trung lực lượng lớn và có đại bản doanh của Trần Quốc Tuấn. Quân Trần bị tổn thất nặng nề, tướng Đoàn Thai của Đại Việt bị bắt. Trong khi đó, cánh quân của Bon Qua Da đã qua ải Chi Lăng. Trần Quốc Tuấn phải thu quân về Vạn Kiếp. Theo Đại Việt sử ký Toàn Thư, quân Trần đã tan vỡ. Trần Quốc Tuấn thoát được là nhờ có Yết Kiêu kiên quyết giữ thuyền đợi chủ tướng. Trận Vạn Kiếp, Trần Hưng Đạo khiến quân Nguyên Mông khiếp sợ. Vua Trần Nhân Tông được tin cấp báo, thân đem 1.000 chiến thuyền, 10 vạn quân dự bị chiến lược từ Thăng Long liền tiếp viện cho quân của Hưng Đạo Vương. Tổng cộng quân số Đại Việt tại Vạn Kiếp lúc này đã lên tới gần 30 vạn quân. Tuy vậy, vẫn ít hơn quân của Thoát Hoang nhiều. Tại Vạn Kiếp, Hưng Đạo Vương hội quân với hơn 20 vạn, thì Thoát Hoang cũng hội quân ở Nội Bàn, một lực lượng lớn gần 50 vạn quân. Tự chung, binh lực của quân Nguyên vẫn đông đảo hơn quân ta rất nhiều. Cả hai bên đều ra sức tranh thủ chỉnh đốn đội ngũ. Về phía quân ta, Hưng Đạo Vương bố trí thế trận phòng thủ mới ở các vùng Bắc Giang, gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, một phần Hà Nội ngày nay, Vạn Kiếp thuộc Chí Linh Hải Dương ngày nay. Trong thế trận mà Hưng Đạo Vương đã trù tính, vùng Bắc Giang lúc này như tấm khiên lực trực tiếp che chắn cho kinh thành Thăng Long, còn căn cứ Vạn Kiếp như ngọn giáo trực chờ phản kích giặc. Các phòng tuyến nhỏ ở Bình Thăng phả lại được củng cố trào lũy, tăng cường quân thủy bộ. Thủy quân chốt giữ chặt chẽ các ngã sông để tiện bề tiến thủ. Vua Trần hàng ngày đều cho người nghe ngóng tin chiến sự. Về phía địch, Thoát Hoang không thể lựa chọn tấn công vào Bắc Giang trước. Nếu đánh xuống Thăng Long theo đường Bắc Giang, quân Nguyên sẽ rơi vào thế gồng kìm, bị đại quân của Hưng Đạo Vương ở Vạn Kiếp phối hợp với thủy quân của Vua Trần ở Thăng Long trước sau cùng đánh. Quân Nguyên không còn cách nào khả thi hơn cách đánh vào Vạn Kiếp trước, rồi mới từ đó đánh vào Thăng Long bằng đường vòng.
Thác Hoàng cùng đầu não Quân Nguyên đã lên một kế hoạch mới để đánh một trận lớn tấn công vào Vạn Kiếp, hòng đánh tan lực lượng chủ lực của Đại Việt trước khi tấn công Thăng Long. Chúng hy vọng sẽ đánh một trận quyết định thành bại ngay tại Vạn Kiếp. Ngoài việc chuẩn bị, các lực lượng kỵ bộ là lực lượng tấn công chủ chốt. Quân Nguyên tìm cướp các ván gỗ, nguyên vật liệu trong vùng, lập xưởng đóng thuyền giả chiến. Cùng với các chiến thuyền, Quân Nguyên đã cướp được trong trận Nội Bàn và các thuyền tìm cướp trong dân. Thác Hoang cho lập một đội thủy quân với khoảng vài trăm chiến thuyền. Ô Mã Nhi được giao chỉ huy đội thủy quân, nhận nhiệm vụ phối hợp với quân trên bộ và đánh chặn đường rút lui của quân Đại Việt. Ô Mã Nhi là một tướng dũng mãnh, có tài về thủy chiến bậc nhất trong Quân Nguyên, được phong tặng danh hiệu Bạc Đô, nghĩa là dũng sĩ vô địch, theo binh chế nước Nguyên. Ngày 11 tháng 2 năm 1285, Thác Hoang giao cho Ô Mã Nhi làm tiên phong, cầm đầu 30 vạn quân, chia làm nhiều hướng tấn công vào Vạn Kiếp. Thác Hoàng dẫn mười mấy vạn quân còn lại theo sau làm lực lượng dự bị. Mở màn là đoàn tấn công của thủy quân do Ô Mã Nhi cầm đầu đánh vào phòng tuyến Bình Thang. Bộ binh địch cũng tiến dọc bờ sông phối hợp đồng thời tiến đánh núi Phả Lại. Hưng Đạo Vương đem hơn 1.000 chiến thuyền bày trận trên các ngã sông Lục Nam, Lục Đầu ngay tại bến Bình Thang, gọi là trận Dược Thủy, ứng chiến với Ô Mã Nhi. Thủy quân Nguyên cậy vào cung tên ở trên bộ hỗ trợ, hùng hổ tiến vào. Quân Đại Việt không hề nao núng, dựa vào hạm thuyền hùng hậu, thủy quân tinh nhuệ bẻ gãy các đợt tấn công của địch. Quân Nguyên không tiến lên được, bị thiệt hại nặng. Quân ta giết được Viên Vạn Hộ ngay thuận tại Lưu Thôn. Tuy nhiên, quân Nguyên cậy đông, nối nhậu tấn công dồn dập. Các tướng Nguyên là Na Khai, Tùng Đức Lâm cùng đem quân phối hợp với Ô Mã Nhi tấn công quân của Đại Việt từ nhiều hướng. Dưới sông, thủy quân địch tỏ ra yếu thế hơn do thuyền của quân Đại Việt nhiều và thủy quân thiện chiến hơn. Nhưng trên bộ thì kỵ binh lại chiếm thế thượng phong. Vua Trần Nhân Tông được tin cấp báo, thân đem 1.000 chiến thuyền, 10 vạn quân dự bị chiến lược từ Thăng Long liên tiếp tiếp viện cho quân của Hưng Đạo Vương. Tổng cộng, quân số Đại Việt tại Vạn Kiếp lúc này đã lên tới gần 30 vạn quân. Tuy vậy, vẫn ít hơn quân của Thoát Hoang nhiều. 30 vạn quân Đại Việt cùng gần 50 vạn quân Nguyên kịch chiến dữ dội, 3 ngày trời bất phân thắng bại. Đến 14 tháng 2 năm 1285, nhận thấy quân ta dần yếu thế hơn, Hưng Đạo Vương cùng vua Trần Nhân Tông hạ lệnh cho lui quân, theo đúng như phương châm mà ngài đã đề ra trong binh thư yếu lược. Người giỏi thắng không cần thắng nhiều lần, mà cần toàn thắng, đảm bảo thắng. Lần này, do giữ được vững chắc các tuyến sông lớn, nên quân ta có thể rút lui nhanh chóng bằng đường thủy, thuận lợi theo đường sông Đuống về Thăng Long. Hạm thuyền hùng hậu đến hàng ngàn chiến, đủ sức chở một đạo quân khổng lồ hàng chục vạn quân rút lui. Tuy nhiên, phía quân ta vẫn phải chấp nhận hy sinh một số lực lượng nhất định để ở lại đánh chặn hậu cho toàn quân có đủ thời gian rút lui an toàn. Mặc dù thủy quân của Ô Mã Nhi rất cố gắng đánh cắt đường lui quân của Đại Việt nhưng không thành công. Tuy không có số liệu về thương vong sau trận kịch chiến tại Vạn Kiếp, nhưng ắt hẳn cả hai phía đều bị thiệt hại nặng tới mức độ giao tranh ác liệt kéo dài như thế. Chiếm được Vạn Kiếp rồi, quân Nguyên nối nhau tiến quân vào lộ Bắc Giang. Tại vùng này, Hưng Đạo Vương chỉ bố trí những lực lượng cảm tử với quân số ít, chủ yếu để đánh cầm chân quân giặc. Các châu Vũ Ninh, Đông Ngàn có khá ít quân phòng giữ nên nhanh chóng rơi vào tay giặc. Quân Nguyên sau khi chiếm được Đông Ngàn lại bắt Cầu Phao tung bộ binh vượt sông Đuống, đánh chiếm vùng Gia Lâm, uy hiếp kinh thành Thăng Long từ phía đông, thanh thế vô cùng lớn. Đừng bỏ lỡ những thông tin ý nghĩa ở phần sau của video. Nếu thích tìm hiểu những trang sử hào hùng, những nốt thăng trầm của lịch sử dân tộc, đừng quên chọn đăng ký kênh YouTube Việt Sử Toàn Thư để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi. Quyết tâm bảo vệ kinh thành. Tại các vùng quân Nguyên đi qua, chúng thả sức làm điều bạo ngược, tàn hại sinh linh Đại Việt. Thoát Hoàng bắt được quân ta, thấy trên cánh tay có thích chữ Sát Thác. Hắn giận lắm, sai giết hết những tù binh. Người nước Nguyên theo đuổi một thứ ảo tưởng việc bành trướng lãnh thổ, thậm chí thống nhất thế giới bằng bạo lực. Bất luận máu chảy thành sông, xương chất thành núi, chúng cũng không ngần ngại. Những việc giết hại nhân dân các nước không chịu lệ thuộc, bọn chúng coi là lẽ đương nhiên. Thoát Hoang mới vào nước ta không lâu, dựa vào quân đông tướng mạnh thắng liền mấy trận, cho là quân Đại Việt tất nhục chí. Hắn bèn bảo A Lý Hải Nha thảo thư dụ hàng, sai người gửi cho vua Trần. Thư viết rằng, triều đình điều binh chinh phạt Chiêm Thành, nhiều lần đưa thư cho Thế Tử, bảo mở đường, chuẩn bị lương thực, nào ngờ trái mệnh triều đình, để bọn Hưng Đạo Vương đem quân nghênh chiến, bắt quân ta bị thương, khiến cho sinh linh An Nam gặp họa,
đó là do nước người làm vậy. Nay đại quân đi qua nước ngươi thảo phạt Chiêm Thành, đó là thánh chỉ. Thế tử hãy nghĩ cho kỹ, nước ngươi quy phục đã lâu, nên vì cái đức khoan hồng từ bi của hoàng đế mà ra lệnh rút quân mở đường, khuyên bảo trăm họ ai nấy cứ sống làm ăn, quân ta đi qua sẽ không gây chút phiền não nào. Thế tử hãy ra nghênh tiếp Trấn Nam Vương cùng bằng việc quân, nếu không đại quân sẽ dừng ở An Nam Mở Phủ. Dù giặc mạnh như cuồng phong, vua tôi nhà Trần vẫn không nao núng. Tại Thăng Long, quân Đại Việt lại chuẩn bị trận địa mới đón đánh giặc. Một mặt, triều đình tổ chức sơ tán nhân dân, cung thất, lương thảo, kho tàng đi nơi khác, chủ yếu là về Lộ Thiên Trường thuộc Nam Định ngày nay, Trường Yên thuộc Ninh Bình ngày nay để phòng bất trắc. Mặt khác, quân ta điều các chiến thuyền phòng giữ các ngã sông quanh thành Thăng Long, dọc bờ sông dùng gỗ tre làm hàng rào. Sau lớp hàng rào, đặt máy bắn đá, gia cố hào lũy ngoài tường thành, sẵn sàng nghênh chiến quân Nguyên để bảo vệ kinh thành. Quân Đại Việt đặt trọng binh trấn giữ tại Đông Bộ Đầu, đối trận với quân Nguyên phía bên Gia Lâm, chỉ cách nhau một con sông Hồng. Tiền phong quân Nguyên trong nhất thời không dám vượt sông tiến sang, nhưng quân chờ tập kết thủy bộ đông đủ. Qua việc tìm hiểu những bước chuẩn bị chiến đấu của quân Đại Việt tại Thăng Long, chúng ta cần hiểu rằng quân đội nhà Trần đã có cố gắng nhất định bảo vệ kinh thành khỏi sự chiếm đóng của giặc. Điều này hoàn toàn trái ngược với một số nhận định chủ quan cho rằng nhà Trần không chú trọng việc bảo vệ kinh thành, dễ dàng để ngỏ cho quân Nguyên vào chiếm thành để thực hiện vương không nhà trống. Thực tế, kế vương không nhà trống chỉ nổi tiếng là phương án dự phòng trong chiến lược của Vương Triều Trần. Cuộc chiến tại thành Thăng Long sẽ lại là một trận chiến quy mô khá lớn. 10 phần về cuộc chiến vĩ đại chống Nguyên Mông lần thứ hai. Một cuộc chiến đấu lớn của dân tộc là tập hợp từ những cuộc chiến đấu nhỏ từ mọi tầng lớp nhân dân. Bây giờ thế giặc vẫn còn rất mạnh, nhưng quân dân ta càng đánh càng mạnh hơn. Đầu tháng 3 năm 1285, quân Đại Việt chia làm hai khối lớn, bắt đầu có những hoạt động để kiểm soát lại những vùng đã bị chiếm đóng. Khối quân thứ nhất do vua Trần Nhân Tông, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông trực tiếp chỉ huy trấn giữ vùng Thiên Trường, Trường Yên, chuẩn bị đánh quân của Thác Hoang từ phía nam lên. Khối quân thứ hai do Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn chỉ huy, dẫn hơn 1.000 chiến thuyền ngược sông Thái Bình, tập kích tái chiếm Vạn Kiếp. Dù rằng Thoát Hoang có quân đồn trú tại Vạn Kiếp, nhưng hắn phải rải quân ở nhiều nơi khác nữa. Vậy nên, quân Nguyên tại Vạn Kiếp vẫn ít hơn quân của Hưng Đạo Vương rất nhiều. Vì không kiểm soát được các ngã sông lớn dày đặc ở miền đông đồng bằng sông Hồng, quân Nguyên đã không thể biết rõ được cuộc hành quân của Hưng Đạo Vương, dẫn đến việc không để điều quân tiếp viện cho Vạn Kiếp. Hưng Đạo Vương nhanh chóng tiêu diệt quân Nguyên đồn trú, chiếm lại Vạn Kiếp một cách dễ dàng. Từ căn cứ Vạn Kiếp, đại quân phối hợp với các đội quân vùng biên giới Đông Bắc uy hiếp đường vận lương của địch. Nguyễn Thế Lộc thừa thế đánh chiếm trại Vĩnh Bình, khiến cho tuyến hậu cần của quân Nguyên đứng trước nguy cơ bị cắt đứt hoàn toàn. Thoát Hoàng vẫn còn lực lượng rất đông và mạnh trong tay, nhưng việc để mất Vạn Kiếp đã làm bộ chỉ huy quân Nguyên bối rối. Quân Nguyên bấy giờ đã rơi vào thế gọng kìm mà Hưng Đạo Vương tạo ra. A Lý Hải Nha soạn thư báo cáo về với Hốt Tức Liệt xin thêm quân tiếp viện. Trong thư nói, ở hai xứ Thiên Trường và Trường Yên mà Trần Nhật Khuyên trốn đến, binh lực lại tập hợp. Hưng Đạo Vương tụ tập hơn 1.000 chiến thuyền ở Vạn Kiếp, Nguyễn Lộc ở Vĩnh Bình, còn quan quân thì đi xa, đánh lâu ở Lơ Lửng, Quảng Giữa, Toa Đô và Đường Ngột Đãi thì đánh không đúng kỳ hạn. Một vấn đề lớn đặt ra đối với đội quân xâm lược là chúng phải lựa chọn một hướng tiến công. Nếu quân Nguyên lựa chọn hướng về phía nam đánh với khối quân của vua Trần, thì sau lưng chúng lại bị khối quân của Hưng Đạo Vương uy hiếp và đứng trước nguy cơ bị cắt đứt hoàn toàn hậu cần, khiến chúng trở thành mấy chục vạn tên đối khác. Nếu chúng hướng về phía bắc để tấn công Hưng Đạo Vương ở Vạn Kiếp, thì lại sợ quân của vua Trần từ phía nam đánh lên. Đặc biệt với lợi thế về sức cơ động của tàu thuyền, quân Đại Việt nắm quyền chủ động đánh hoặc rút. Thoát Hoàn chỉ còn cách chia quân phòng giữ, chờ cho quân Đại Việt tấn công trước và chờ quân của Ta Đô từ phía nam tiến lên để phối hợp. Bây giờ mặt trận miền đồng bằng sông Hồng và phía bắc chống quân Thoát Hoan diễn ra có phần khá thuận lợi, nhưng ở phía nam vẫn còn một gọng kìm mạnh do Toa Đô cầm đầu đang tiến ra bắc. Cuộc chiến vẫn còn rất nhiều cam go ở phía trước. 10 phần về cuộc chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ hai đã khép lại video của Việt Sử Toàn Thư.